Đi chơi với nhân tình, vợ bị chồng lao vào đánh giữa phố. Không chỉ đánh vợ và nhân tình ngay giữa phố, người đàn ông còn gọi điện cho mẹ vợ rồi kể tội vợ mình. Sự việc xảy ra tại một con phố ở Trung Quốc và được người đi đường ghi lại. Cụ thể, khi thấy vợ đi với nhân tình trên phố, người chồng đã nổi giận, lao vào đánh cả hai người. Trong clip, một người đàn ông được cho là nhân tình của cô vợ đang ngồi gần một quán ăn, bên cạnh là một vũng máu. Do bị thương, anh ta đã gục đầu lên tay rồi ngồi im tại chỗ. Người chồng sau đó chạy về phía gã nhân tình rồi đá vào người anh ta. Lúc này, người vợ đã hét lên rồi cố gắng ngăn cản chồng mình tiếp tục tấn công người tình. Thấy vợ ra sức bảo vệ người khác, chồng tức giận túm lấy áo của vợ rồi gọi điện cho mẹ vợ kể tội. Cô ấy nói với con là đang đi làm nhưng đang ở cùng thằng khác đây, anh ta nói. Khi được chồng đưa điện thoại để nói chuyện với mẹ mình, cô vợ tỏ ra xấu hổ và không dám nghe máy. Người chồng sau đó tiếp tục nổi giận và mắng cặp nhân tình. Vẫn chưa rõ sự việc được giải quyết như thế nào, nhưng sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.